Còn tại phường Hòa Cường Nam, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri trong phường. Tại buổi tiếp xúc, đa số bà con cử tri phường Hòa Cường Nam đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố trong thời gian qua. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được cử tri trong phường gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân như việc quan tâm đến an sinh xã hội trước Tết Nguyên đán, nhất là sau trận mưa lụt lịch sử vào giữa tháng 10 vừa qua, đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường 3m5, giải quyết trật tự vỉa hè, kiểm tra hệ thống cấp nước. Hiện nay có dự án nhà ở Trung Sơn đã được thành phố phê duyệt, đã hoạt động với bề nổi 40 tầng, 2 tầng ngầm. Đề nghị phải thành lập tổ giám sát thi công của dự án, nếu được nên cho đại diện người dân tại khu dân cư cùng tham gia giám sát, nếu để xảy ra sự cố sụt lún nứt nhà dân thì yêu cầu đền bù kịp thời, không để xảy ra tình trạng như dự án cầu vượt Trần Thị Lý. Cầu đã đi vào hoạt động hơn 6 tháng nhưng người dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được hỗ trợ đền bù. Chúng tôi thấy rằng không những phường Hòa Cường Nam mà hiện nay toàn thành phố Đà Nẵng, nơi nào cũng là trật tự vỉa hè, có thể nói là bà con lấn hay mà lấn phần cứng chứ không phải lấn mềm. Ví dụ để xe, để phương tiện có thể là để đồ đi, nhưng mà canh ra buôn bán và để cây cảnh, để đất chậu hoa thì lắm thường xuyên, cho nên trở thành nơi mà có thể họ kinh doanh làm ăn. Dù rằng chúng ta có chính sách an sinh xã hội cũng để bà con có thể buôn bán, nhưng mà mang tính tạm thời, không thể để kéo dài tình trạng lấn chiếm vỉa hè như hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận đánh giá cao những kiến nghị của bà con cử tri tại buổi tiếp xúc, chia sẻ với những khó khăn của người dân sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và trận mưa lụt vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, bên cạnh phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác an sinh xã hội. Đối với các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương khẩn trương xem xét, kiểm tra và khắc phục hạn chế tồn tại trong thẩm quyền đã được phân công để sớm giải quyết dứt điểm.